rồi, một chiếc cành hoa anh đào đấy các bạn ơi. Rồi nhưng mà sao mà vô đây được? Ơ kìa, nằm trong đó sao mà bắt được các bạn ơi. Đúng là khó chịu thật sự mà. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Rồi và đây là cái phiên bản mới cập nhật mùa hoa anh đào nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách chụp ảnh cây anh đào nhỏ tại là khu trung tâm và trong cabin nha. Và đây là hai khu vực để chúng ta chụp ảnh cây anh đào. Đầu tiên là khu trung tâm nha mọi người. Đó thì các bạn sẽ là que cái chỗ mà sân vận động nè các bạn ơi. Có một cái cây hoa anh đào nhỏ nhất ở khu trung tâm. Và các bạn sẽ dùng cái camera điện thoại của mình đó để chụp ảnh nha. Và chúng ta có cái giao diện chụp ảnh mới nè các bạn ơi. Đó, xịn chưa mọi người? Rồi, như vậy là xong nha. Có cái thông báo là ok rồi các bạn ơi. Khu vực thứ hai là trong khu vực cabin. Đó, cái chỗ cái lều màu tím này. Rồi, và đây là cái hoa anh đào nhỏ nhất nha các bạn ơi. Đấy, các bạn chỉ cần là dơ cái máy ảnh lên là các bạn chụp là xong nhiệm vụ nha. Rồi, ok, có cái thông báo là xong nha mọi người. Và nói chung là cái đợt sự kiện hoa anh đào này cực kỳ là dễ làm luôn. Và tí mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm full tất cả những nhiệm vụ trong đây luôn nha. Và ta-da, như vậy là cái kênh của mình đã đạt chính thức là 20.000 lượt đăng ký rồi các bạn ơi. Mình thật sự rất là vui và hạnh phúc luôn đó các bạn. Và mình cũng xin là cảm ơn tất cả các bạn và cũng như là những bạn fan đã đăng ký và ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua nha. Và chuẩn bị là mình sẽ là mở cái tiệc mini game dành cho các bạn tham gia để nhận phần thưởng. Đó, và mình sẽ là tổ chức vào cái thứ bảy tuần này nha mọi người. Đấy, và các bạn nhớ là đón xem cái video về thứ bảy tuần này của mình. Rồi còn hôm nay thì chúng ta sẽ là trải nghiệm cái phiên bản mới mùa hoa anh đào. Và đây các phần thưởng là bảo trì định kỳ của chúng ta nè các bạn ơi. Rồi một hộp đá quý may mắn nè. Rồi 5 viên đá quý nha. Và một cái 5 lon soda anh đào. Và con nhỏ cái bản cập nhật hoa anh đào này là xịn ghê mọi người, rất là đẹp luôn nha. Còn đây là các phần quà thư, đó trong một thư rồi các bạn ơi. Một bộ đồ sữa bò, u là trời đó. Và cái vé là rất là đắt luôn. Đó, bộ đồ là 59 thỏi vàng nè. Cái bê lô sữa là 112 thỏi vàng luôn. U là trời, và cái nón là 27 thỏi vàng. Đó, và có thể là mình sẽ là tổ chức cái event ăn mừng 20k sub. Đó, thì mình sẽ tặng các món quà ở trong đây nha mọi người. Hoặc là có cái gói gì thêm mà hay ho thì mình sẽ là tổ chức và mình tặng. Đó, cho các bạn may mắn nhất. Ok, đấy mình đang suy nghĩ như vậy thôi nha mọi người. Và nghe nói là hôm nay là chúng ta có cái gói hộp pop time là cực kỳ xịn xò luôn nha mọi người. Các bạn có biết cái gói gì không? Đó chính là gói hộp bóc thăm là mèo không gian đó các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, và đặc biệt đó chính là cái ba lô đó các bạn ơi. Đây đây, ba lô phản lực mèo vũ trụ. Đó, có tốc độ là 5.5, tăng tốc là 11, độ dây tốc là 5.5. Và có thể là đi một chỗ, à cái này là đi một mình thôi. Đó, đã giống như chiếc xe đó các bạn. Còn đây là các nội thất này đó, cũng như là các trang phục. Đó, cái này giống như là cái bể ké hay sao mọi người. Đó, cái bể bự kia các bạn. Đấy, còn đây là các nội thất khác nè mọi người. Đó, thì là trước hết là mình tạm mở một hộp trước nha mọi người. Đó, thì chiều nay tôi sẽ làm cái video đó, đốt kim cương cho các bạn coi luôn. Đó, các bạn có muốn coi hộp bóp thăm nhân phẩm không? Đó, chiều nay là tôi là sẽ mở hết tất cả kim cương của tôi luôn. Đó, 1279 kim cương luôn nha mọi người. Rồi, thì đây là các bếp kéo mới của chúng ta. Đó, và cái giá là 50 kim cương nha. Còn đây là hình ảnh này là sau khi các bạn ghép bếp nè mọi người. Đó, kéo anh đào rất là đẹp luôn. Đó, kéo đỏ, kéo trắng nè, kéo màu cát nè mọi người. Đó, sau khi mà tiến hóa kết hợp lại thì nhìn rất là xịn xò luôn nha. U là trời. Đó, và các bạn là tín đồ yêu bét thì các bạn không nên bỏ qua cái chiếc bét kéo này nha mọi người. Và ngày hôm nay là chúng ta có cái điều rất là đặc biệt luôn đây các bạn ơi. Đó, cái mục ba lô của chúng ta là mọi người đã được mở rộng là full màn hình luôn rồi nha. Đó, bình thường là chỉ có một nửa thôi, bây giờ là full luôn các bạn. Đó, nhìn thấy được tất cả luôn nha. Rất là tiện lợi luôn. U là trời. À, xịn xò chưa mọi người? Đó, và đây là tất cả những cái ba lô của mình nè. Đó, trong cái mục của mình nè các bạn ơi. Đó, bếp nè, trứng nè, thấy chưa, trứng của tôi khủng chưa. Đó, tôi không có ép bếp các bạn ơi. Đó, thấy cái ba lô của tôi không, trứng của tôi không, rất là nhiều trứng luôn nha, mà chưa có nở ra mọi người. Đó, có mấy con à, đó còn lại trứng không à, trứng meo meo nè, trứng gâu gâu nè, trứng thỏ cưng là rất là nhiều luôn, nhưng mà cái chưa cái nở cái trứng này đó các bạn ơi. U là trời. Và nói chung là mình đánh giá cực kỳ cao cái phiên bản cập nhật này luôn mọi người, rất là hay và tiện lợi luôn. Đó, nói chung là toàn là cái mới không à. Đó, nhưng có một cái là nhà chưa cập nhật nha các bạn. Đó, căn nhà mới là chưa có nha, phải đợi vào ngày 7 tháng 4 thì là mới cập nhật cái ngôi nhà mới. Rồi ok, bây giờ mình sẽ là hướng dẫn các bạn là cách làm nhiệm vụ đó trong cái sự kiện mới này nha. Rồi, nhưng trước hết là mình sẽ chạy qua cái chỗ mà chế tạo các bạn ơi. Đó, quan trọng cái chỗ chế tạo này nè mọi người. Có nhiều bạn hỏi là còn cái sự kiện đập đá hay không thì vẫn còn nha. Rồi, về mình sẽ là xuống xe. Ủ là chờ cái gì đây các bạn? Ê, chúng ta có cái mục mới các bạn ơi. Đó, có cái nút xuống xe nó nằm ngay góc kìa mọi người.
Đó, tránh để ăn nhầm nha mọi người, rất là hay nha. Ok, được đó. Rồi thì cái sự kiện thiên thạch nó đã kết thúc đó, và thay vào đó chúng ta sẽ là chế tạo các nội thất mới đó trong cái sự kiện anh đào nha mọi người. Đó, như là chế tạo bể nè, chế tạo quầy bánh ké nè các bạn ơi. Đó, còn rất nhiều khối anh đào nè. Đấy, rất là nhiều luôn. Có cái xe nữa mọi người. Wow, xe là còn tốn là 100 cái cành hoa anh đào. Đó, 5 cái khối anh đào và một viên hồng ngọc các bạn ơi. Rồi, cũng cực kỳ là dễ làm á mọi người. Đấy, mình thấy cái sự kiện này cũng cực kỳ là dễ đó các bạn ơi. Đó, chúng ta chỉ cần là tìm cái cành hoa anh đào là ok rồi các bạn ơi. Còn mấy cái này thì chúng ta ai cũng có hết rồi. Đó, rất là đơn giản thôi. Đấy, mình nghĩ là sau cái sự kiện này các bạn ít nhất là một chiếc xe rồi đó. Đó, có nhiều bạn mình sợ là 4-5 chiếc xe đó mọi người. Rồi, và đây cái đồ đào kho báu mới nè. Đó, cập nhật nè các bạn ơi. Cũng chế tại là dùng cái cành hoa anh đào và một viên hồng ngọc. Và trong cái sự kiện chúng ta có cái nhiệm vụ đó chính là chế tạo cái xích đu này. Đó, còn tốn là 35 cái cành hoa anh đào. Đó, 50 nhánh cây và 3 con bướm. Và bạn này mà chưa có cái xích đu có thể là qua nhà mình về ngồi nha. Đó, để làm nhiệm vụ nha các bạn ơi. Đó, bên nhà mình là có cái xích đu á. Đó, các bạn cứ qua các bạn ngồi là xong nhiệm vụ à. Rất là đơn giản luôn. Rồi, và bên này thì như là không có cái gì mới thêm đó mọi người. Đấy, mấy cái chế tạo này hình như không có cái gì mới. Đó, toàn là cái cũ không à. Rồi, ok. Và chỉ để cập nhật cái đồ chế tạo sự kiện thôi nha mọi người. Rồi thì đây là cái giao diện mới đó trong cái status của chúng ta là các bạn ơi. Có thêm một là trạng thái nha mọi người. Đó, trong đây có rất nhiều cái trạng thái luôn. Hạnh phúc nè, sao xuyến nè, đói bụng nè, giận dữ phiền toái, thất bại rồi, đang bệnh rầu rĩ, cô đơn, u là trời. Rất là cute đâu nha mọi người. Đó, và chúng ta có cái hành động nữa các bạn ơi. À, rất là đáng yêu luôn nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ về nhà và hướng dẫn các bạn làm cái nhiệm vụ sự kiện hoa anh đào nha. Đó, đầu tiên là các bạn sẽ là lấy cái xích đu này ra nha. Các bạn chỉ việc là ngồi lên cái xích đu là xong rồi nhiệm vụ nha các bạn ơi. Rất là đơn giản luôn. Đó, ngồi lên nè. Rồi, và có cái thông báo xong nhiệm vụ rồi nha. Đó, rất là cực kỳ là đơn giản luôn. Mà công nhận là game hôm nay là cập nhật đúng ngày ghê mọi người. Đó, đúng ngày là tôi đạt được 20k sub luôn các bạn ơi. Phải thật sự là hôm nay rất là vui luôn nha mọi người. Rồi, tiếp theo cái nhiệm vụ đó chính là thử món ăn cá hoa anh đào. Đó, thì các bạn là lấy cái lon soda các bạn nhận lúc đầu á. Đó, các bạn được nhận thưởng á mọi người. Rồi, các bạn uống 5 lần cho mình luôn. Đấy, thì các bạn sẽ là xong cái nhiệm vụ này nha. Rồi, rất là dễ luôn. Đó, nó có một cái là kìa. Bây giờ mình sẽ là uống nó 4 lần nữa là đủ 5 lần nha. Đó, lấy trong ba lô các bạn đây nè. Rồi, như vậy là mình đã xong 5 lần rồi nha các bạn. Đấy, rất là đơn giản luôn. Trời ơi, chưa thấy cái sự kiện mà nó dễ như cái sự kiện hoa anh đào luôn mọi người. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách hái hoa anh đào nha. Đó, đi bắt hoa anh đào. Wow, và đây là cái khu vực mới của chúng ta trong camping nè mọi người. Đó, đẹp chưa mọi người. Đấy, các bạn có thể là tới đây để nhận cái phần thưởng miễn phí nha. Đó, cái chỗ cái ông Goro nè các bạn ơi. Đó, nhưng mà toàn tiếng Anh không à. U là trời, hãy bảo vệ trái đất đang bị ốm. Đó, như đem cái thông điệp gì đó mọi người. Đó, hãy bảo vệ môi trường đó các bạn ơi. Đó, cho một cái chậu hoa miễn phí nha. Đó, các bạn nhớ vô đây để nhận quà nha mọi người. Đó, và rất là đẹp luôn. Wow, giống như cái khu mới đó mọi người. Trong camping nè, cái chỗ cắm trại bây giờ đã thay đổi rồi các bạn ơi, giao diện khác rồi. Wow, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đó, lúc đầu mình tưởng là không có cái sự kiện hoa anh đào, cuối cùng thì nó cũng đã quay trở lại nha mọi người. Rồi, thì là vị trí của cái cành hoa anh đào thì là có ở tất cả vị trí luôn nha mọi người. Đó, nói chung là ở đâu thì cũng có xe cành hoa anh đào nha các bạn. Đó, camping nè, home nè, trung tâm thành phố nè, playa nè. Đó, tất cả là vị trí là đều có cái cành hoa anh đào nha mọi người. Và bây giờ là mình sẽ là đi kiếm cái cành hoa anh đào đó nha. Đó, để mình bắt nha các bạn ơi. Rồi, nhưng mà bây giờ chưa thấy mọi người, có vẻ là rất là hiếm nha. Ê, thôi chết, mình quên là hướng dẫn các bạn cái sự kiện mới. Rồi, 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 hiện tại thì mình đang khát nước nha. Bây giờ là mình sẽ là uống nước vô nha mọi người. Đó, để mình làm cái sự kiện là tái nhập cư nha các bạn ơi. Đó, một cái sự kiện mới trong bản cập nhật hoa anh đào này. Đó, các bạn sẽ là làm tất cả các yêu cầu của cái nhân vật. Đó, thì nó sẽ là mở khóa cho chúng ta nha mọi người. Nó cũng giống như sự kiện là mono đó các bạn ơi. Đó, kích hoạt là mọi người tới ngày 7 luôn, và các bạn có thể là làm trước luôn. Đó, sau đó tới ngày đó các bạn có thể là vào nhận luôn nha mọi người. Không cần phải là đợi tới ngày các bạn mới làm. Đó, các bạn có thể là làm trước các yêu cầu ở trong này. Rất là đơn giản thôi. Đó, mình nghĩ mấy cái này cũng dễ mọi người. Đây rồi, một cành hoa anh đào đó các bạn ơi. Cánh hoa anh đào. Rồi, cái này có mở được các bạn ơi. Nó cũng giống như lá phong mọi người. Đó, ngẫu nhiên sẽ nhận được bé lé cánh hoa anh đào luôn. Wow, rất là hên các bạn ơi. Đó, cánh hoa anh đào đầu tiên của mình nha. Đó, mở nhân bé luôn. U là trời, quá là nhân phẩm luôn nha. Và mình thấy có vẻ là cái tỷ lệ ra cái cánh hoa anh đào này rất là ít luôn á mọi người. Đó, nó còn ít hơn cái lá phong đó các bạn ơi.
Và cách tốt nhất để các bạn tìm nhiều cánh hoa anh đào thì các bạn có thể là đảo tất cả các vị trí. Đó, bây giờ mình đã chuyển qua khu trung tâm nha mọi người. Rồi, để mở xem là có bao nhiêu cành hoa đây. Rồi, một cành hoa, su cà nè luôn. Và sau khi các bạn ở khu trung tâm thì các bạn có thể đảo qua khu home của mình đó để săn thêm là cánh hoa anh đào nha các bạn ơi. Đó, cánh hoa anh đào có tất cả ở vị trí luôn. Đó, thêm một cái cánh hoa anh đào nữa nha mọi người. Rồi đó thì hiện tại là chưa có cập nhật nhà mới nha các bạn. Đó, chưa có cái nhà mới nào hết luôn mọi người. U là trời, phải đợi là ngày 4 tháng 4 thì là mới cập nhật nha các bạn ơi. Còn đây là cái căn nhà miễn phí của chúng ta, đó tới ngày 7 thì mới được nha mọi người. Đó, chắc chắn là ngày 7 thì chúng ta sẽ nhận cái ngôi nhà miễn phí này. Đó, và mình không biết là nó có bao nhiêu slot ở trong đó nha các bạn. Rồi tiếp theo là cánh hoa anh đào nữa đây mọi người. Đó, có ở tất cả các vị trí luôn. Rồi để xem là mở ra có cái gì trong đây đây. Rồi, một cành hoa anh đào su kè này luôn các bạn ơi. Và các bạn có thấy số kim cương của mình không mọi người? Còn là 457 kim cương rồi mọi người. U là trời. Rồi các bạn chiều nay sẽ thêm cái video mở hộp nhân phẩm của mình nha. Đó, xem mình là có nhân phẩm hay không nha các bạn ơi. Ok. Và cái video của mình đến đây cũng đã kết thúc nha các bạn. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye. Mãi yêu. Ta-da.